Chào tất cả mọi người. Thì hôm nay em giới thiệu cho mọi người một mã vàng vàng cơ giá bình dân của ARF với mã là V1000 nhá. Technology ở Germany này, đấy, công nghệ của Đức. Đấy. Thì ngay đầu các bác có thấy cái vỏ hộp của nó thiết kế cực kỳ là đẹp này. Bóng bìa cứng này. Đấy, rất là cẩn thận nhá. Đấy. Thì đây là một trong những vàng tầm vàng mà phân khúc bình dân, giá rất là rẻ. Mà echo của nó rất là hay. Con này thì echo nó rất hay nhé các bác nhé. Echo kép đấy. À, nhạc cũng xử lý rất là hay luôn. Mà có cả chống hú, cổng quang, bluetooth đầy đủ cho các bác nhé. Thì ngay bây giờ em sẽ mở hộp cho các bác xem. À. Đây, thì bên trong hộp này. Đấy, thì gồm một sách hướng dẫn này. Và một phiếu bảo hành này, của AR này. Đó, bảo hành chính hãng các bác nhé. Công ty thiết bị nhập khẩu AR. Đây, đây là dây nguồn. Đó. Dây nguồn loại xịn luôn. Nhìn rất là to, dây nguồn vang. Nhà hãng họ rất cẩn thận khi cho đi kèm, nhìn dây nguồn rất là xịn sò này. Đó. Và một đầu vang. Đầu vang này. Đó. Thì khi các bác mua vang thì em sẽ tặng đầy đủ dây jack cho các bác nhé. Đây. Đấy, Canon xịn luôn. Nếu nhà các bác mà dùng đẩy thì em sẽ tặng các bác kiểu này. Còn nếu nhà các bác mà dùng âm ly thì em sẽ dùng thì em sẽ tặng cho các bác một hai cặp dây hai cái dây. Một đầu là Canon như này và một đầu là jack hoa sen nhá. Để các bác mà đấu nối thuận tiện nhất, khỏi phải ra ngoài mua rất là nhằn. Đấy. Quà đi kèm các bác nhé. Dây này nếu mà bán lẻ 150 một cặp đấy, rất là xịn, Hitachi. Đó. Đó, hàng chất lượng. Đây là đầu vang của nó nha các bác nhé. Bọc túi bóng rất là cẩn thận. Đó. Thiết kế khá đẹp mặt trước này. ARF V1000 Technology of Germany này. Đấy, các chắc cắm, các núm chỉnh này. Thiết kế rất là sắc nét này, để các bác xem. Thiết kế rất là sắc nét nhé. Đấy. Rất là dễ sử dụng luôn, họ sắp xếp rất là dễ sử dụng. Đây có đèn báo này, ở đây có đèn báo nguồn này. Đấy. Đây con này là double effect này. Đấy, tức là echo kép đấy các bác. Đấy. Rất echo, con này rất là hay luôn, giá bình dân nhưng mà con này em đánh giá cao khả năng về echo của nó nha. Echo nó rất là hay. Đấy. Đó, đây ở đây có một tem cờ của ARF luôn các bác nhá. Đấy, AR Việt Nam. Đấy, mã QR này rất là cẩn thận. Đấy, thì đây là mặt sau này. Con này thì nó thiết kế theo kiểu là công tắc nguồn đặt ở phía sau. Đấy. Đây là jack cắm, jack cắm nguồn này. Đó, còn đây là có đây con này có feedback này, chống hú các bác này và bluetooth. Đấy. Đấy, bluetooth nhá. Ở đây cổng quang các bác thấy đấy, hàng bình dân thôi, đầy đủ cổng quang, cổng Coaxial luôn nhé các bác nhá. Và AUX này, AUX 1, AUX 2. Đấy, rất là đầy đủ của các cổng ăn chơi cho các bác này, các bác xem jack của nó này. Đấy. Hàng bình dân thôi nhưng mà tất cả đều được là mạ vàng hết này. Đấy, nhìn rất là đẹp. Đấy, mạ vàng này thì tiếp xúc tốt nhất cho các bác luôn nhé. Đảm bảo kết nối không bị chập chờn, tiếp xúc rất là tốt. Đây là có volume để giới hạn nhạc vào. Đấy. Music volume này. Đây là mic, dạng âm lượng của mic này. Đây các bác xem này. Đấy, con này có cả đường ra của sub này. Subwoofer ao. Đấy. À, đường ra là bằng Canon các bác nhá. Đấy, còn đây là âm lượng của sub, còn đây là tần số của sub, tần số cắt của sub đấy. Bên này là có cổng center, cả đầy đủ cổng ra sub center. Đấy. Các bác xem. Center output này cũng là jack Canon. Music hoặc là mic và cổng center này. Đây là âm lượng của cổng center các bác nhé, center game. Còn đây là hai đường ra chính của con vang này là left và right đấy, hai đường ra bằng Canon hoặc là đó, hoặc là đây này, hoặc là center này, sub này, đấy đầy đủ các cổng ăn chơi cho các bác luôn. Đấy. Con này thì nó lại không có đường ra bằng hoa sen, không sao thì bây giờ các bác mua thì cứ bảo em là dùng âm ly hay dùng cục đẩy, em sẽ tặng cho các bác dây phù hợp, khỏi phải mua ngoài luôn.
rất là dễ luôn. Đấy. Con này có một cái cục nguồn khá lớn ở bên trong, cầm rất là nặng luôn nha các bác nhé. Đấy, các bác xem. Đó, cục nguồn khá lớn bên trong. Con này thiết kế đấy, hai tay xách ở đây. Đây, về mặt trước của nó này. Thì đằng sau của nó thì có ba lỗ mic. Đây. Đằng sau có ba lỗ mic. Đấy, một lỗ mic là jack 6 ly, hai lỗ mic là jack Canon nhé các bác nhé. Đấy. Và đằng trước thì có ba lỗ mic nữa là jack 6 ly, tất cả là 6 lỗ mic. Đấy. Ở đây có volume này, giới hạn âm lượng đầu vào của mic 1 và 4 này. Đây là giới hạn âm lượng đầu vào của mic 2 và mic 5. Đây là mic 3 và mic 6. Đấy, đèn báo nguồn ở đây. Còn các núm chỉnh như đây rất là đơn giản, nhưng họ sắp xếp rất là đơn, rất là dễ hiểu cho các bác luôn. Đây, echo này, có delay và repeat của echo này đó. Các bác muốn là nó dẻo dẻo một chút thì tăng cái repeat với delay lên một chút. Đấy, echo nó ra rất là dẻo. Bản chất con này nó đã có echo kép rồi nên là rất là hay luôn, rất dẻo luôn. Đây là bass mid check của echo. Đây là echo level nhé các bác nhé. Đây là tức là âm lượng độ lớn của echo đấy. Nhiều nhại hay ít nhại ấy. Muốn nhiều thì các bác tăng lên đấy. Muốn vừa vừa thì sẽ giảm lên một chút. Còn đây là công tắc để chọn tín hiệu nhập vào các nhé. AUX1 hoặc AUX2 đấy. Còn khi mà các bác kết nối Bluetooth hoặc là cổng quang thì nó sẽ tự nhận các nhé. Đấy, rất là dễ. Cái này cực kỳ là dễ sử dụng luôn. Đây là mic này, chỉnh mic này, ba lỗ cơ bản thôi. Bass mic check của mic rất là dễ, đơn giản thôi. Đây là của nhạc này, nhạc thì có bass mic check của nhạc đấy, như các bác hay chỉnh trên âm ly đấy, và ba lăng để cân bằng giữa hai loa thì các bác cứ để tầm 12 giờ. Còn đây hai cái nút mà các bác hay sử dụng nhất, người ta làm to lên đây này. Đấy, đây là music, mic và music đó. Đó thì đây mic này, to nhỏ của mic đấy, đây là to nhỏ của nhạc đó. Trong này nó có hai cái đèn bật lên nhìn rất là đẹp. Đó. Rất là đẹp. Mà giá cực kỳ là rẻ luôn. Hàng bình dân thôi. Bác nào cũng có thể sử dụng được. Rồi. Rồi thì em đã ghép con vang RF V1000 này. Đấy, em đã ghép thành một bộ dàn để các bác cùng thử với chất âm đây. Em ghép thêm một đôi loa trắng, loa full 25 có hình ngôi sao này các bác nhá. Đấy. Bát tép của DMX, hàng xịn sò đấy ạ. Giá cực kỳ là rẻ luôn. Đấy, màu trắng rất là đẹp này, trắng như ngọc trinh này. Đấy. Và em sử dụng một con đẩy hai kênh của Bongo Liver nhá. Con đẩy này giá cực rẻ, công suất 8W một kênh này. Mắt HP 2008 này. Đấy, con đẩy này khá là khỏe, có màn hình hiển thị nhiệt độ ở đây này. Đấy, rất là hay. Đấy, và con vang này. Đấy, con vang RF V1000. Giá bình dân nhưng mà tiếng nhạc của nó xử lý rất là hay luôn. Echo kép đấy. Và một con mic của Misao, mic M350 nhá. Rồi, bây giờ mời các bác thưởng thức chất âm. Dìu em vào thương nhớ, dắt em vào mộng mơ, với mối tình thơ. Ai luôn bên em, ai thường bảo em. Con loa này chép của nó đánh rất là hay luôn. Đây, các bác có thể căn chỉnh chép ở đây này. Đó. Chép rất là tơi nhuyễn nhá. Đó, các bác thấy con van này chất âm của nó hay không ạ? Nó xử lý nhạc cực kỳ là hay luôn, giá rất là bình dân nhá. Đánh đôi loa này rất là hay luôn. Đấy, nó thể hiện giải chung của giải chép rất là sáng và mịn này. Trống khá là sâu nhá. Đấy. Loa đẹp như mới này. Đó, con này nhạc rất là hay. Đấy, giá bình dân. Đấy. Đây chỗ kép này. Đó. Đèn báo nguồn này. Đấy, và hai cái đèn báo ở đây nhìn rất là đẹp này. Đấy, rất là dễ chỉnh nha. Nhạc quá hay luôn.
chép rất là tơi nhuyễn. Đấy, các bác thấy dải trùng với dải chép của nó lên tơi không ạ? Rất là tơi. Rồi bây giờ em sẽ test cho các bác cùng thưởng thức chất âm mic. Đấy, chất âm mic M350 này. Đấy. Con này thì echo nó dẻo lắm các bạn. Còn vàng này này, echo nó rất là dẻo luôn, echo kép mà. Đây nha, để em tăng mic lên này. Này các bác xem mic của nó này. L1 2. Đó, các bác thấy echo của nó dẻo, để em tăng thêm tí nữa. Đấy. L1 2. Đấy, các bác thấy echo của nó dẻo. L1 2. Con này chống hú tương đối rồi nhá. Đấy, cách tầm 1 mét thì ok. Mà đừng có bác nào dại mà dí vào sát loa như em nhá. 1 mét thì ok. Đấy. Mà gần quá là vẫn hú rồi. Con này thì chống hú tương đối rồi nhá. Nhưng mà vẫn cực kỳ là hữu ích đấy. Hơn khối âm ly đấy các bạn. Đấy. Trong nhà chẳng ai ngồi 1 mét để hát rồi đúng không? L1 2. L1 2. Đấy, các bạn thấy echo nó dẻo không? Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng, một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn sáng xăm. Phượng hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn. L1 2. Đấy, tiếng mic rất là ấm. Các bạn thấy dải ấm, dải bass của nó ấm không? Mà rất là sáng, rất là nhẹ luôn đấy. Rồi. Đó, thì vừa rồi em có test qua chất âm mic và nhạc cho các bác cùng thưởng thức. Đấy, còn vàng giá bình dân và xử lý rất là hay luôn. Rồi, bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em nhá, qua Zalo 0335273331. Em sẽ tư vấn thêm cho các bác. Chào các bác nhá, hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo nhá.